Ok, hello, chào các bạn. Ok, hello, chào các bạn. Mình tên Mateo. Ok. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Đông Bờ Núi Vlog của Sống Châu Phi. Thì cũng mấy bữa trước là mưa các bạn ạ. Mưa nên anh em mình công việc chuyển vật liệu vào để xây dựng nhà thờ là bị trì hoãn lại. Người dân chỉ lấy đá thôi. Hôm nay bắt đầu mới có lắng lên một chút thì anh em mình cũng đã mới xe chở cát mới chở được vào nha các bạn. So au la caro vai ta già a già. Sì. Muito obrigado. Đây, xe chở cát là mới được chuyến đầu tiên rồi bị hỏng rồi các bạn ạ. Lại hỏng xe rồi. Cô mồm, motor đánh đúng em. Fazer bem, não tá carregar a bateria. Ah. Já, yeah, então um amigo puxar seu, empurrar seu, sim. Pegar. Sim. Bateria não tá carregar. Sim. Chỉ có mỗi anh này là có bản lĩnh này để chở vật liệu vào bán mình đấy các bạn ạ. Vì đường khó đi quá, không xe nào dám vào đâu. Mỗi anh này là chở giúp anh em mình quen rồi. Là anh ấy hôm nay mới gọi là đường hôm nay trời nắng đường mới khô một chút thôi. Mà mới chở chuyến cát đầu tiên vào đây. Thì anh em mình hôm nay là vào muốn đang cùng người dân là để chuẩn bị mặt bằng nhé, mặt bằng để chuẩn bị xây dựng nha các bạn. Thì chắc là xong. Hôm nay gần đến Noel rồi. Xong rồi em bắt tay vào luôn. Quando algo là tudo tira cata na. Sì, sì. Thì sắp tới là anh em mình tính là làm ở điểm này các bạn. Thì cũng như bữa trước anh em mình cũng đã nói là mình đang cân nhắc không biết là lên làm ở nhà thờ bên ngoài hay là bên trong. Thì cái video mình đưa lên thì đa phần các bạn cũng nói là anh em mình lên làm nhà thờ bên ngoài. Thì bây giờ mình sẽ nói mọi người đây. Hôm nay có mấy người đang đi gom đá ở trên núi các bạn, còn mấy người mình cũng đã gọi bằng dừng tay đi đã để mọi người một số người để dọn đẹp cái chỗ này. Thì sắp tới nó còn Noel nữa mà. Thì mình đang hôm nay ngày mai với ngày mai là tập kết cát. Mình muốn là tranh thủ trời nắng là tập kết hết cát xong là mọi người sẽ đầy đủ hết vật liệu là bắt đầu mới xong Noel là bắt tay vào xây dựng nha các bạn. Nuzin thì cái đồ fora fora. Cada igreja fora. Outro lado aqui. É aqui mesmo. É mesmo aqui. Aqui tá bonito, aqui tá bonito. Sim. 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 Mọi người đa phần thì mọi người cũng muốn làm ở ngoài. Thì mình thấy cái điểm ở ngoài cũng đẹp vì đường bên đây rất là rộng rồi các bạn. Đường rất là rộng. Đường rộng lắm. Mình sợ nó ra giáp mặt đường quá nhưng mà không sao. Đường đấy vẫn còn rộng. Đường còn ra mãi ra ngoài này. Qua đó gọi là tênh kênh tênh sát đà công phát cả aki tia đà banana tia đà aki bao gì sì sì núi đá banana núi đá bao lo cả tana núi đá bao gì gần được ta bên cốt tả sì sì ai ấy tia mấy mua cái gì ấy tia mấy cái gì đấy sì ai cả vari tia mấy mua phôi sì để mấy gì ai cả vari thì bây giờ ta mua tia mấy cái gì cái gì ta bên cốt tả cái tiền này aqui não irmão só aqui dizer tudo aqui boga do dentro do boga do thì như anh em mình ở bữa trước nói xây dựng nhà thờ đấy các bạn thì cũng có nhiều rất là nhiều bạn vào kiểu góp ý mình ý. Nhưng thực tế thì mình ở trong cái dân bản này thì mọi người không phải như ở thành phố đâu các bạn, và anh em mình cũng muốn là sẽ xây giúp người dân bản là gọi là một cũng tựa như kiểu nhà như ban đầu mình nói là mình chỉ xây tựa cũng như nhà văn hóa, như một có một số chi tiết là mình thay đổi thôi, vì mình cũng không biết là vì mình người Mê Nương mà mình cũng không biết là nhà thờ mà nếu mà để mà xây như ở ngoài thành phố thì nó rất là cầu kỳ cũng như là đòi hỏi kỹ thuật rất là nhiều. Như anh em chỉ đơn giản là đây là xây cho người dân một ngôi nhà để người dân cầu nguyện đấy các bạn. Thì như bên đây là ngôi nhà thờ cũ, thì bây giờ mình sẽ vào bên trong mình quay tất cả chi tiết thì người ta ngày xưa họ người dân thiết kế như thế nào đấy các bạn. Số bà vẫy đen rồi. Đây là bên trong là ngôi nhà thờ cũ ấy. Đấy, mọi người đang đi lấy đá rồi. Đây là ngôi nhà thờ cũ của người dân. Thì bữa trước anh em mình cũng đã quay rồi, thì nên mình cũng muốn là sắp tới mình xây dựng là ngôi nhà thờ mới là giúp người dân là cũng kiểu cũng tương tự ngôi nhà thờ này đấy các bạn, là cũng như là nơi nơi cầu nguyện đấy. Thì vì ở trong bản này mọi người không
không có cha xứ đâu. Thì bác trưởng bản chỉ vào thì bác trưởng bản thì những ngày lễ lớn này là ra ngoài nhà thờ đấy, là như kiểu là học kinh thánh ngoài nhà thờ, để cũng như về truyền đạt lại ngày chủ nhật, là truyền đạt lại cho người dân đấy các bạn. Đấy. Mình cũng không thấy có phòng của cha xứ, như kiểu bữa trước có một số cô chú nói là gọi phải xây phòng thay đồ đấy các bạn, nhưng mà mình ở đây thì không thấy. Thế thì mình bữa trước mình cũng nói với người dân là mình sẽ xây như ngôi nhà này, nhưng mà sẽ bằng gạch, cũng như là rộng hơn, cũng như cao đẹp hơn, là cũng để lơi chỗ mọi người cầu nguyện đấy, cũng xây như kiểu như này thôi. Phát cà bô có đủ bay cây yêu không? Bay cây gì, bay cây gì mày? Có viên tiền cho em mình thôi. Đa kiến mới mua cây gì? Viên tiền mới mình thôi. Nhà này. Có chỗ nào xin? Ở đây giờ đôi bên đấy. Xin, ở đây giờ đôi. Để mình hỏi bác trưởng bản, ngôi nhà thờ xin được. À, sốp bà. Xin xin. Cái già, igreja aquí phát ra quan được tem bố. À, Vinteran. Vinteran. 20 năm rồi các bạn ạ. Xây từ ngày xưa đấy, 20 năm rồi. Mũi được tem bố. Cái xây xù bà, là tôn thống này. Tường là, vì nó quá xuống cấp này, nên anh em mình mới quyết định là xây giúp cho người dân đấy các bạn. Thì như mình cũng đã nói này, thì mình cũng chỉ muốn là giúp cho dân bản là có ngôi nhà để nơi cầu nguyện đấy các bạn, cũng không phải là làm cầu kỳ quá đâu. Cầu kỳ quá thứ nhất là không thể làm được, anh em mình cũng như người dân không thể xây dựng được, nên gọi là ngôi nhà nó quá cầu kỳ, như ở cũng một phần là điều kiện nữa, không thể làm được, mà các bác thợ cũng thế, không thể làm được ngôi nhà thờ lớn như ở ngoài thành phố đâu, nên là chắc chắn là chỉ xây giúp là cũng tương tự như ngôi nhà văn hóa ở bên kia, như mình có một số thay đổi thêm đấy các bạn, thì cho nó giống cái kiến trúc của nhà thờ đấy, chẳng hạn như cửa thì mình nghĩ là cũng sẽ làm khác một chút đây. Người dân đang dọn ở bên ngoài này. Đấy. Dọn một số người đi đây, vẫn đang đi thu đá ở trên đấy các bạn. Ơ xin xe gà kì. Nó qua con đồ cái tiền là tu đủ. Quan đồ số bà manda anh này tiền aki đi đây tu. Dạ xin xin. Có phải xin ta bên. Xin. Xin ta bên. Xin xin. U cho cô xin ta bên mày tu. À. Ê ta cho tu. À, chỉ xin ta sẽ ta mới sai, chứ ta mới sai. Chắc là mình anh em mình sẽ làm lùi lại một chút đấy các bạn, lùi lại dưới này một chút, thì anh em mình cân nhắc rất là nhiều. Thì, qua xem video này thì các bạn nào có chuyên môn hay gọi là thiết kế về ngôi nhà thờ thì hãy giúp mình nhé. Thì mình cũng nói luôn là anh em mình sẽ làm đơn giản thôi, vì với các mạnh thường quân giúp đỡ bữa trước hỏi mình thì mình cũng nói là mình chỉ làm cũng kiểu tựa như ngôi nhà hội trường đấy các bạn, vì nếu mà làm cầu kỳ quá hay là làm gọi là đúng chuẩn theo của những cái các nước tiên tiến thì ở trong này thợ nói chung là thứ nhất là để mà thợ tay nghề thì không thể làm được như thế, không thể xây dựng được, mình đã biết từ đầu là không thể xây dựng được, cũng cầu kỳ cũng như mà gọi là như chuẩn những ngôi nhà thờ lớn thì chắc chắn là anh em mình cũng như người dân sẽ không thể làm được. Thì mình chỉ đơn giản là muốn giúp người dân xây ngôi nhà để mọi người đến gọi là nơi cầu nguyện của người dân công giáo đấy các bạn. Thì bạn nào có gọi là góp ý gì thì sẽ comment, thì xin comment bình luận ở bên dưới video, thì để anh em mình sẽ đọc và sẽ tham khảo ý kiến của các bạn. Thì chắc chắn là xong Noel anh em mình mới bắt đầu xuống móng. Bây giờ là ở những ngày này những cha xứ ở nhà thờ lớn bận lắm các bạn ạ. Mình kiểu đi hết đi cái nhà thờ nhỏ trong các bản này, mình muốn mời cha vào giúp gọi là xuống móng hay giúp khởi công chắc chắn là không được. Nên là mình sẽ để sau Noel đấy các bạn, sau Noel anh em mình sẽ làm. Thì đang nói mọi người dọn dẹp, một số người đi lấy đá này, vì đá tương đối ổn định rồi, cũng tương đối nhiều rồi, thì một số người đi lấy, một số người dọn mặt bằng, bây giờ phải lấy cái mặt bằng trước đã. Đây là toàn các bác thợ. Asoba, xin, quan đồ aki, tia là tu đủ, xin.
Fica direto. Tá bem, tá bem, tá bem. Vì đường ở đây rộng lắm các bạn ạ, đường rộng lắm nhá. Mình bữa trước mình sợ là sợ xây ra ngoài này thì là kiểu nó sợ vào làm hẹp mất đường, chứ không phải. Đường đây rộng lắm. Bên đây cũng thế. Đây đường rất là rộng. Không vấn đề đâu, ra ngoài một chút thì nhìn chắc chắn là nó đẹp hơn, vì khoảng bên trong nhà thờ cũ thì sau này có bỏ đi thì cũng rất là nhiều gọi là để cho dân bản có một cái khu tập thể đấy, cũng cách xa trường học một chút các bạn. Thì sợ không hai bên không để ảnh hưởng đến nhau ấy. Tôi mua cái tàu anh chạy kia không có cái máy xe tôi làm ơn à cái tàu palo cuyo là cái tàu palo cái tàu cuyo là mình nên nó sốt rát nó sốt sốt cốt tàu cái mì các bạn cốt tàu mì đang bay xuống đấy là xuống nó tên đúng em hả à problema vai partir vai partir para a parede vai partir para a parede é o mesmo tudo. Tá bem, tira tudo. Sim, sim. Quando descer thì nó ra subir mà. Sim, 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 sim. Và cho người dân cái gốc này nó cũng nằm bên cạnh nên cũng phải cuốc hết đấy các bạn. Sau sợ này mối mọt nó sẽ ăn vào tường. Hả? Vai tira beta da? Não, vai buscar machado para cortar isso. Ah, sim, sim. Tá bem. Mọi người đi chở đá các bạn. Chở thêm đá đấy. Aumentar buraco. Ok nha các bạn, thì hôm nay anh em mình cũng vào thì gọi là sau mấy ngày mưa đấy các bạn, thì hôm nay đã trời đã nắng to. Hôm nay là chuyến xe cát đầu tiên. Và chuyến xe chở vật liệu đầu tiên ở ngoài thị trấn bắt đầu mới vào được trong bản. Thì sau những ngày mưa cũng như những ngày mưa đổ cây rồi đường bị sạt lở thì hôm nay là xe bắt đầu mới chở vào được các bạn. Thì cũng như mình nói mọi người, một số người đi lấy thêm đá lấy 5-6 ngày nay nhưng vẫn chưa đủ vì đi nhặt dần càng ngày càng nhặt xa các bạn. Mấy bữa trước là xây nhà văn hóa mới là nhặt ở gần hết rồi, giờ là phải lên trên các trên ruộng ở trên chân núi cơ, thu xuống để chuyển xuống cũng là rất là vất vả trong khâu tập kết vật liệu các bạn. Thì mình vẫn cứ để một số người tập kết vật liệu, còn một số người thì mình đã sắp xếp là dọn mặt bằng. Thì tí mình sẽ nói chuyện với bác trưởng bản. Thì sắp tới có Noel này, mình cũng muốn là chuẩn bị cho người dân một đón một cái Noel thật là ấm áp, vui vẻ. Và cũng như xong Noel thì anh em mình sẽ bắt tay vào xây dựng nhà thờ nha các bạn. Thì qua video này thì các bạn nào có chuyên môn về như kiểu xây dựng nhà thờ thì hãy giúp mình comment bình luận bên dưới, hay là nhắn tin cho mình được. Hay có cái mẫu nào mà đơn giản mà một chút giúp đỡ anh em mình nhé các bạn. Thì video này anh em mình xin được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa cho anh em mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Đông Bộ Lùi Vlog của Sống Châu Phi để ủng hộ anh em mình có thêm được nhiều động lực ra nhiều video hay, cũng rất nhiều hoàn cảnh khó khăn trên núi Châu Phi nhé các bạn. Chào các bạn. Bye. Đây các bạn đang dọn nốt. Đấy mọi người dọn, còn tí dọn xong thì lại đi khuân vác đá về.